Làm gì á? À, sao có trứng đây con? À, sao có trứng đây? À. Nào. À con muốn nướng trứng này hả? Hả? À con muốn nướng trứng này đúng không? Rồi lấy củi sẵn hả? Thì ba phụ con nhá. Ba chụp củi cho con. Nhá. Thế đồ ăn hồi sáng con ăn hết chưa? Sáng ba có đem trái cây cho con trong chiếc xe con ăn chưa? Hả? Để ba để ba bỏ trứng vô nhá. Ba coi hồi sáng cái dĩa trái cây con ăn hết chưa nhá. Con ngồi đấy, để ba đi coi nào. Con không ăn à? Hả? Cái này ba đem cho con mà. Cho con này con ăn chưa cho con ăn. Hả? Cho con lên ngồi đây. Con à. Con ăn nha. Con à. Cái này con được đâu đem về nướng đây hả? Con về nhà con lấy à? Hả? Phải không hả?
trứng không?